các bạn đừng quên like và các bạn chia sẻ cho những người khác để người khác có thể xem để đăng ký ủng hộ mình nha. Và các bạn nhớ đăng ký để ủng hộ mình nữa. Nếu như clip này của mình đạt đủ 20 người like thì mình sẽ làm một clip mới nha. Tạm biệt các bạn. Các bạn có thể ấn video bên này hoặc là bên đây để xem những video mới nhất của mình nha. Tạm biệt.